Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu những bộ phim hay của Kim Du Văn đáng xem nhất trong năm vừa qua. Kim Du Văn sinh ngày 22 tháng 9 năm 1999, hiện là diễn viên sở hữu chiều cao 1m67, đứng thứ 8 trong danh sách các nhân vật nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Kim Du Văn đóng được 7 bộ phim kể từ năm 2014 cho đến nay, giành được nhiều giải thưởng cá nhân danh giá cùng đông đảo người hâm mộ. Hiện nay, Kim Du Văn đang ra mắt bộ phim hành động hài hước của hàng tiện lợi Sách Đương cùng với nam diễn viên tài năng Ji Chan Wook. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu khôi hài giữa anh chủ và cô nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi với nhiều duyên nợ từ 3 năm về trước. Bộ phim được nhiều khán giả yêu thích với một câu chuyện ngôn tình tươi trẻ trong những tình tiết thường ngày mà mọi người hay gặp phải. Năm 2018, Kim Du Văn đóng bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng Cô Tiên Dọn Dẹp cùng với nam diễn viên danh tiếng Yoo Kun Sang. Bộ phim kể về anh chủ một công ty dịch vụ dọn dẹp vệ sinh có tình cảm với cô gái nhân viên xinh đẹp hồn nhiên luôn làm việc hết mình. Bộ phim mang lại tiếng cười vui vẻ trong một câu chuyện nói về các hoạt động của dịch vụ làm sạch sẽ nhà cửa cho khách hàng có yêu cầu. Năm 2016, Kim Du Văn đóng bộ phim cổ trang lịch sử Mây Quả Ánh Trăng cùng với nam diễn viên danh tiếng Park Bo Gum. Bộ phim kể về một cô gái giả nam trang thành người mai mối, tình cờ gặp và nảy sinh tình cảm với anh chàng vốn là thái tử cải trang. Bộ phim được khán giả ca ngợi hết lời vì cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn thông qua một câu chuyện tình yêu lãng mạn sâu sắc của những người trẻ tuổi. Năm 2015, Kim Du Văn đóng bộ phim tâm lý hành động Học Đường Khi Mẹ Ra Tay cùng với nam diễn viên trẻ tuổi Ji Soo. Bộ phim kể về một người mẹ có quá khứ hung dữ đã đứng lên bảo vệ con gái mình khỏi các vụ bắt nạt và vấn nạn tham nhũng trong nhà trường. Bộ phim được nhiều người quan tâm vì đã phản ảnh được vấn đề có tính thời sự trong môi trường giáo dục vốn có nhiều bất công và tiêu cực. Chúc các bạn được dịp xem các bộ phim tươi mát tràn đầy cảm hứng của nữ diễn viên trẻ được nhiều người yêu mến Kim Du Văn. Sau cùng, hẹn gặp lại các bạn vào những dịp tới. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt.